hắn kìa. Bẩm chủ công, Nhiếp Phong đang ở trong tay của Tuyền Tâm và Tần Sương làm theo lời dặn của chủ công, hoàn toàn không dám nghịch lại. Khó lắm. Hắn vì đánh bại Tuyệt Vô Thần bất chấp bước vào ma đạo để luyện ma đao, nay đã thay đổi tính tình, công lực đã khác hẳn so với lúc xưa. Nếu hắn chịu góp sức cho ta, nay Mai Hùng Bá này nhất định có thể thống nhất giang sơn. Cầm lấy. Cửu chuyển tâm đơn. Đúng vậy, giang hồ đồn rằng cửu chuyển tâm đơn là loại thuốc đã thất truyền từ lâu. Nó có thể làm cho người ta mất hết bản tính, chỉ biết nghe lệnh, tùy sống cũng như chết. Đây là thành quả mà ta đọc biết bao kỳ thư để bào chế thành đó. Đó có thần kỳ như giang hồ đã đồn đại hay không? Nó có thần kỳ như giang hồ đồn đại hay không? Nhìn Tần Sương ngươi sẽ biết ngay. Hắn đã uống được 6 viên. Tuy trong lòng của hắn vô cùng oán hận ta, nhưng mà hiện nay vẫn phải nghe theo lệnh của ta. Chủ công, Tuyệt Tâm đã thần phục ngài từ lâu, tại sao ngài còn ba cửa chuyển tâm đơn cho tôi uống nữa chứ? Yên tâm đi, cậu phải thay ta chưởng quản Vô Thần Tuyệt Cung, không lý nào ta lại cho cậu uống cửa chuyển tâm đơn. Nếu nói vậy, cửa chuyển tâm đơn này dành cho Nhiếp Phong à? Đúng vậy, cửu chuyển tâm đơn có tất cả 9 viên, một viên chia làm 9 lần uống trong một tháng. Mỗi khi uống một viên, bản tính sẽ thay đổi, cho đến khi uống hết 9 viên, lúc đó bản tính của hắn không còn như lúc xưa nữa. Chỉ biết nghe theo lệnh của ta, cho ta xài khiến. Và lại, lúc bản tính của hắn thay đổi đến tốt đỉnh, thì cũng là lúc ma tánh đạt mức mạnh nhất. Ma lực của hắn càng lợi hại, sức mạnh càng đáng sợ. Đến lúc đó ta sẽ lợi dụng hắn để tái xuất giang hồ, thay ta dẹp sạch mọi chướng ngại. Cậu làm gì vậy? Vết thương của Nhiếp Phong rất nặng, tôi cho hắn uống thuốc để liệu thương giùm hắn thôi. Không thể nào, cậu đã bị quyền thế làm cho mờ mắt, không lẽ nào cậu tốt bụng như vậy chứ? Cậu thật ra cậu muốn làm gì đây hả? Cậu cười cái gì? Tôi cười chị ba là người đàn bà ngu ngốc. Nhiếp Phong vốn là kẻ đã chết, cho dù tôi có cho hắn uống thuốc gì thì hắn cũng là người đã chết. Có gì đâu mà bà phải lo lắng. Không, Phong Nhi sẽ khỏe lại thôi. Phong Nhi sẽ khỏe lại thôi. Tôi xin cậu hãy tha cho nó. Tha cho nó đi. Tha cho hắn à? Bà đừng có nằm mơ. Tuyệt Tâm, tất cả những gì cậu muốn tôi đều làm theo hết. Chỉ xin cậu tha cho Phong Nhi. Cậu muốn gì cũng được, kể cả mạng sống của tôi nữa mà. Bà và Nhiếp Phong vốn chỉ là con cờ, mạng của hai người chẳng đáng một đồng xu. Tôi xin cậu hãy rộng lòng từ bi. Tôi chỉ còn lại mình Phong Nhi thôi. Tôi không thể mất nó được. Tôi không thể mất nó được. Hắn giết Tuyệt Thiên, không nhìn nhận bà là mẹ của nó, nay bà lại xin tha cho nó. Làm mẹ như bà đây thật là vĩ đại quá đi đó. Cậu nói sao cũng được,
xem như tôi nợ Phong Nhi. Vì bà hãy chờ kiếp sau mà bù đắp lại những nợ nần rắc rối của các người đi. Phong Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại nghe tiếng nổ? Có người đang tấn công vô thần tuyệt cung. Hả? Ai vậy? Là ai vậy? Là Diễm Phong hả? Không, là bộ kinh dân nghiệp vô danh. Này, Phong Nhi đang rơi vào tay của Tuyệt Tâm, tôi không đủ khả năng cứu nó. Hắn định làm gì Quỳnh ấy hả? Tôi không rõ, hiện nay ngoài kia đang hỗn loạn, quỷ sa la phơi sắc đầy sân, không ai dám ở lại đây. Đi mau, nhanh lên. Không, không được đâu, tôi không thể bỏ đi được. Trước khi chưa tìm được Diễm Phong, tôi không thể bỏ đi được. Diễm Phong đã trở thành một người khác rồi. Cậu ấy sống như một người đã chết vậy. Cậu ấy đã quên tôi, cũng sẽ quên cô. Vậy mà cô vẫn ở lại đây hay sao chứ? Tôi chấp nhận. Hoàn cảnh của Diễm Phong rất nguy hiểm, có lẽ sẽ bị mất mạng bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ cô chấp nhận hy sinh bản thân mình, thậm chí hy sinh cả mạng sống hay sao chứ? Tôi yêu quý mạng sống của mình, nhưng tôi càng yêu quý tâm chân tình của chúng tôi hơn nữa. Cô không hối hận hay sao? Cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không hối hận. Ông trời đối xử với Phong Nhi rất tốt. Nó có được hồng nhan tri kỷ như cô, chết không ân hận. Đi. Vô danh, Tuyệt Vô Thần đang ở xã Giáp Đài, bộ kinh doanh đang gặp nguy hiểm, ngươi lập tức đến đó tiếp ứng hắn đi. Mục đích mà Tuyệt Vô Thần phải họ đến đây là để chặn được ngươi, cho nên ngươi cần phải đánh nhanh rút lẹ. Một mình chống lại đám đông, vậy mà lại tiếp từng chiêu một, làm như vậy chỉ thêm mất thời gian thôi. Thật ra hắn tính toán như thế nào đây? Hả? Vạn Kiếm Quy Tông? Hả? Vạn Kiếm Quy Tông? Xem ra trận chiến này không thể tránh khỏi được. Từ xưa đến nay, lão phu chưa từng dám xem thường các người. Ta ra lệnh cho Tuyệt Tâm bắt giết các người, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ta. Đúng vậy, ngươi vốn không nên gây ra trận sóng gió này làm gì. Sai lầm của ta là ta làm như vậy là đánh giá quá thấp về các người. Lẽ ra nên do lão phu đây bắt giết các người mới đúng. Tiền Vô Thần, người mau giao trả Nhiếp Phong cho ta. Vậy phải xem các người có đủ bản lãnh hay không. Phong sư đệ, Phong sư đệ, là chúng tôi đây. Chẳng lẽ đệ không còn nhớ ta và Vũ Doanh đại hiệp à? Đệ vì tiêu diệt Vô Thần Tuyệt Cung mà chấp nhận thành ma, đệ không nhớ à? Cậu ấy đã bị khống chế rồi, không còn là Nhiếp Phong mà chúng ta quen biết. Coi chừng cậu ấy. Thank you.
Xu Nhi, sau khi con gài xong thuốc nổ, báo cho người của thiên hạ hội biết, toàn bộ rút khỏi khu vực đó ngay. Tuân lệnh sư phụ. Đi mau đi. Dạ. Hảo, khoan đã. Cần tiếp ứng bộ kinh dân và vô danh sao? Không, không cần biết họ và Tuyệt Vô Thần phân thắng bại như thế nào, đều phải thủ tiêu kẻ còn lại. Con đang nghi ngờ mệnh lệnh của ta. Con hiểu rõ, không chịu bất cứ người nào. Con hiểu như vậy là hay. Lần sau ta muốn nhìn thấy đầu của Vô Danh. Dạ. Đến rồi à? Hùng Ban Chủ quả là có sức chịu đựng. Ván cờ do ông khổ tâm dàn dựng đã bị hỏng, vậy mà vẫn có thể ung dung như vậy à? Ý người nói là Nhiếp Phong sao? Ông đã biết rồi sao? Chẳng lẽ chuyện mà Tuyệt Tâm đi Nhiếp Phong để giúp Tuyệt Vô Thần một tay cũng nằm trong kế hoạch của Hùng Ban Chủ à? Đúng vậy. Đây là ván cờ của ta, họ chỉ là những quân cờ trong tay của ta mà thôi. Họ là quân cờ của ông, còn tôi thì không. Hùng Bá, lý do tôi phải nghe lệnh ông là vì hại sát Tuyệt Vô Thần, giành lại người đàn bà mà tôi thương yêu. Nhưng mà bây giờ ông lại cho Nhiếp Phong ra tay cứu thoát Tuyệt Vô Thần, thật ra ông làm vậy là sao? Đừng vội, ta cho gọi người đến đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa của mình. Nhiếp Phong xuất hiện chỉ thêm phần hấp dẫn cho ván cờ này mà thôi. Nhiếp Phong giúp đỡ Tuyệt Vô Thần nắm chắc phần thắng trong tay, chắc gì ông sẽ được như ý muốn. Người yên tâm, quân trắng hay là quân đen đều phải thua trong ván cờ này, bởi vì trong tay của ta còn quân đỏ. Đừng kéo dài thời gian, nếu không cả hai bên cũng bị tổn thương. Phong Chương Môn Quyền. Không được, ma đạo đã luyện thành cho nên vượt đạo đã di chuyển. Cậu ấy sẽ giết cô đó. Nếu như cái chết của tôi có thể làm cho quân ấy thức tỉnh, tôi chấp nhận chết. Phong ca, Phong ca, Phong ca,
Phong ca! Các người chạy mau đi, nhanh lên! Đi đi! Biển lửa không khác gì chốn luyện ngục. Đây là quân đỏ dòng vàng nhận à. Tầng sương đã gài chất nổ xung quanh khu núi ấy, có thể cháy 3 ngày 3 đêm không tắt. Tất cả mọi người trong vô thần tuyệt cung có cánh cũng bay không thoát, nhất định phải chết. Đáng tiếc thật. Hùng Bang chủ nắm chắc đại cuộc trong tay, một lúc tiêu diệt cả tứ đại cao thủ như vô danh và tuyệt vô thần, lẽ ra là chuyện đáng chúc mừng mới đúng. Tại sao ông lại than thở? Xưa nay Hùng Bá đều xem thường mọi người. Những người duy nhất được ta đánh giá cao chỉ có tuyệt vô thần, vô danh và phong dân mà thôi. Họ thật sự là bậc nhân tài hiếm có của thời nay. Rất tiếc họ không chịu góp sức cho ta, để lại chỉ thêm tai họa mà thôi. Cho nên buộc lòng ta phải tiêu diệt họ. Nhắc đến chuyện này ta cũng thấy tiếc lắm, thấy xót lắm. Hùng Bang chủ quả là người quý chuộng tài năng, hèn gì ông có thể làm nên bá nghiệp. Tiên bối, ngươi có gặp được vô thần không? Lần này không thể thả cọp về rừng. Đúng vậy, trước đó không thể thả cọp về rừng, nhưng mà tôi thật không ngờ là ông ấy lại trốn khỏi tay mắt của thiên hạ hội. Vậy liệu có phải là đang ở đó không? Ở đâu? Đi theo tôi. Chính Hùng Bá đã kêu cậu giết tôi à? Đúng vậy, tôi đứng đây chờ ông chính là để xách đầu ông đem về nộp đó. Nếu nói vậy, chính cậu đã thừa lệnh nổ tung vô thùng tuyệt cung à? Thông minh, tôi chỉ cần thủ tiêu các người, như vậy không ai có thể cản bước sư phụ tôi để xưng bá thiên hạ. Thật là không ngờ Hùng Bá cũng có giả tâm lang xối như là tuyệt vô thần vậy. Tiền bối, xin lỗi ông. Thì ra các ngươi vẫn còn sống mà. Xem bộ ông trời cố tình để lại các ngươi cho ta. Ta sẽ lột da các ngươi. Tránh đêm dài lắm mộng, bộ kinh dân Nhiếp Phong, các ngươi hãy nở mạng đi. Cho dù các ngươi có cứng đầu đến đâu, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Thương. Nhưng không phải là do con ra tay, mà là người được cha tin cậy nhất, là Nhan Doanh, cô đàn bà y tiện. Đúng vậy, nếu không lợi dụng người đàn bà mà cha thương yêu, thử hỏi làm sao mà hạ độc vô trong thức ăn của cha được. Tại sao vậy chứ? Cô đã thừa lệnh của Hùng Bang chủ của thiên hạ hội để sang bằng vô thần tuyệt cung. Hùng Ba, Tâm Nhi, con là con ruột của ta, tại sao con lại đối xử với ta như vậy? Cũng chính vì con là con của cha, cho nên kế thừa dục vọng say mê quyền lực của cha. Cha còn nhớ không, cha vì làm hoàng đế, vì quyền lực mà cha bất chấp hy sinh mạng sống của con. Này con,
chỉ phát huy tinh thần của cha mình mà thôi. Đại nghịch bất đạo, chính tài ta sẽ hạ sát ngươi. Tiếc chú thần, người đã hết thời rồi, chấp nhận đi. Phá quân, thì ra ngươi cũng trở thành tay sai của Hùng Bá. Ngươi không giữ lửa, hôm nay ta phải đòi lại người đàn bà mà ta thương yêu. Tiếc chú thần, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là quy lực thật sự của sát phá lan. Phá quân, ta đã mất hết võ công rồi, hãy tha cho ta. Ngươi yên tâm đi, ta không giết ngươi đâu. Hùng bang chủ có lệnh, giao việc này cho Tuyệt Tâm, tức là con ruột của ngươi, chấp hành. Tuyệt Tâm. Tuyệt Tâm, con dám à? Cha, cha đừng có trách con, lúc con quyết phản bội cha, con đã hạ quyết tâm và cứng rắn ra tay, con được nhân dưỡng. Chó săn phải chết trong tay thợ săn. Tuyệt Vô Thần từng xưng bá thiên hạ, lẽ ra nên hiểu rằng cuối cùng phải chết trên sa trường. Sư phụ, con đã hoàn thành sứ mệnh mang đạo của Vô Danh về nữa. Vô Danh ơi là Vô Danh. Ngươi đã hết thời rồi, hiện nay chỉ còn lại Phong Vân và Hoàng Thượng. Ta tin rằng hai ngươi khó mà thoát khỏi tay của Tuyết Tâm và Phá Quân. Vô Thượng Tuyệt Cung đã nổ tung, tất cả mọi kế hoạch đều hoàn thành tốt đẹp. Nơi sư phụ tái nắm quyền thiên hạ, thật là đáng chúc mừng. Không, bây giờ kế hoạch mới được bắt đầu thôi. Thì ra đều là bọn bất nghĩa, phủ bất từ, tử bất hiếu, làm trái với ý trời. Ngươi nói như vậy không sợ xấu hổ sao? Hôm nay ngươi sẽ có số phận với cha ta, hãy nộp mạng đi. Chạy đâu cho thoát, mệnh bạch của Hoàng Thất tới đây đã chấm dứt. Phong ca! Thả Nhiếp Phong ra! Được thôi, chỉ cần ngươi giao Hoàng Thượng ra cho ta. Vô Kinh Dân, Nhiếp Phong đã vào ma đạo, cho dù cậu cứu được hắn cũng không thể giúp hắn hồi phục bản tánh. Hắn không còn thuốc chữa, cậu nên nghĩ đến đại sự, tuyệt đối không thể nhẹ dạ được. Ngươi Trẫm là Cửu Ngũ Chí Tôn, ngươi dám tát vào mặt Trẫm, ngươi không sợ bị tru di cửu độc à? Đừng nói chuyện quần thần với tôi. Trong mắt của tôi, những kẻ xem thường mạng sống của người khác đều đáng bị tát. Tôi không vì ngài mà hy sinh Nhiếp Phong đâu. Được, hãy cho tin bộ Kinh Dân xem trọng tình nghĩa, xem bộ Nhiếp Phong chưa tới số đâu. Tuyệt Tâm, ngươi đừng nằm mơ nữa. Nếu như Nhiếp Phong vẫn còn tỉnh táo như lúc xưa, cậu ấy sẽ không đồng ý cho ta hy sinh Hoàng Thượng để cứu cậu ấy. Mau thả cậu ấy đi, ta sẽ chấp nhận. Do Hoàng Đế lại cho ta. Không, tha chết cho ngươi. Phải suy nghĩ. Phong ca, chủ công,
Tuyệt tâm vô dụng, không thể bắt giết bộ kinh nhân. Nhưng hiện nay vô thần tuyệt cung đã trở thành biển lửa, họ có cánh cũng bay không thoát, nhất định sẽ chết. Chủ công cứ yên tâm. Chẳng hay người xử lý sao về Nhiếp Phong đây? Cứ bỏ hắn ở lại đây đi. Dạ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nàng tưởng ta sẽ lấy nàng hay sao? Ta chỉ muốn buộc Nhiếp Nhân Vương phải chịu nhục mà tái xuất giang hồ. Chỉ có như vậy mà thôi. Hùng bá, ngài... Thứ đàn bà sai mê quyền thế và phú quý như bà không xứng đáng được ta thương yêu. Ta đã chán người đàn bà này lắm rồi. Ta trả lại cho ngươi. Nhân Dương. Hả? Xin lỗi chàng, xin lỗi chàng, nhớ trả thù cho thiếp. Nàng hận ta như vậy thật sao? Chẳng lẽ ta không nên hận ngươi hay sao? Năm xưa ta không phải thật lòng muốn sỉ nhục nàng đâu. Xảo biện, ngay trước mặt người khác ngươi sỉ nhục ta là hạng đàn bà tùy tiện. Ngươi chỉ xem ta như một món đồ chơi. Ta chỉ là hạng hoa tường liễu ngọt, có thể bỏ bất cứ lúc nào. Không, đó không phải là lời thật lòng. Tại ta buộc Nhiếp Nhân Vương ra tay cho nên mới làm như vậy. Lẽ ra ta tính sau khi đánh bại Nhiếp Nhân Vương sẽ xin lỗi nàng sao? Nhưng mà không ngờ nàng lại cứng rắn như vậy, ngang nhiên nhảy sông tự tử. Ta không tin. Tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Đã hơn 10 năm nay ta chưa từng quên nàng dù chỉ là một ngày. Ta không tin. Được, nếu như nàng không tin thì cứ giết ta đi. Ta hận ngươi, nhưng ta càng hận bản thân mình. Sau khi chịu nỗi nhục lớn như vậy, ta vẫn không thể quên ngươi được. Ta vẫn nhớ ngươi như ngày nào. Nhân Doanh là nàng được bỏ đi. Nàng hãy ở lại, ta sẽ đối xử tốt với nàng và Nhiếp Phong. Ta sẽ bù đắp lại cho nàng. Nếu như nàng còn đôi chút tình cảm đối với ta, vậy thì cứ ở lại đây đi. Hãy ở lại với ta. Hùng Bân Chủ, lúc xưa chúng ta đã nói rõ với nhau, tự giúp ông tiêu diệt vô thần tuyệt cung. Sau khi tuyệt vô thần và vô danh bị hại sát, ông sẽ cho tôi một số tiền để tôi dẫn Nhan Doanh cao chạy xa bay. Chẳng lẽ ông định nuốt lại hay sao? Hùng bá này đã nói thì sẽ phải làm. Ta sẽ cho ngươi một số tiền, ta sẽ cho Nhan Doanh đi theo ngươi, nhưng phải do Nhan Doanh cam tâm tình nguyện mới được. Tôi chấp nhận ở lại với Hùng bá. Hùng bá, người dám giành vợ của ta, ta sẽ giết.
Nàng không nên rầu rĩ. Phong Nhi có nội công thâm hậu, tuy đã bị thương lục phủ ngũ tạng vì chinh chiến quá lâu, nhưng chỉ cần điều dưỡng đúng cách cộng thêm thần dược độc mô của ta, nhất định sẽ sớm hồi phục. Ngài có thể cứu mạng Phong Nhi à? Đương nhiên rồi. Nà, nàng hãy ra ngoài đi, đừng để tam dẫn khí mà đã thương nàng đó. Đi đi. Sợ là tôi đi. Tại sao vậy? Tại sao nàng đồng ý ở lại đây mà không đi theo tôi? Chẳng lẽ nàng vẫn còn tình cảm với Hồng Bá hay sao chứ? Không, đối với hắn tôi chỉ có hận, không có tình. Vậy thì tại sao? Tôi làm vậy vì Phong Nhi. Được, nếu nàng vì Nhiếp Phong, nàng có thể giết Hồng Bá. Chỉ còn một tấc, cây kim tóc của nàng đã lấy mạng của hắn rồi. Ông cho rằng tôi có thể giết được Hùng Bá sao? Nếu hắn không nắm chắc phần thắng trong tay, liệu có thể dễ dàng để tôi uy hiếp mạng sống của hắn hay không chứ? Phá Quân, đàn ông say mê quyền thế chính là hạng đàn ông sợ chết. Tại vì họ phải sống để hưởng thụ khoái cảm làm cho thiên hạ được muôn dân tuần phục, cho nên cho dù phải nhịn nhục để sống họ cũng làm được. Nói chi đến bây giờ, tất cả ưu thế đều nắm trong tay của hắn. Ông nghĩ hắn chấp nhận chết vì hàng qua tường liễu ngõ như tôi à? Nàng nói không sai. Hùng Bá như vậy, Tuyệt Vô Thần và Hoàng Đế cũng vậy. Năm xưa lúc tôi một lòng xưng bá thiên hạ thì cũng nghĩ như họ vậy thôi. À, nếu như Hùng Bá không còn chút tình nghĩa với nàng, tại sao hắn lại giữ chân nàng? Đó là vì ông, hắn cần ông ở lại góp sức cho hắn. Hắn biết tôi ở lại, ông sẽ theo ở lại. Chúng ta vẫn là những quân cờ do hắn bố trí. Tôi không tin rằng lần này tôi sẽ thua hắn. Phá Quân, ông không nên làm bậy. Hùng Bá không dễ đối phó như ông nghĩ đâu. Sau này chúng ta không nên gặp nhau thường xuyên, việc ai nấy làm. Nhân Doanh, ra đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại lo lắng trong lòng? Không biết có xảy ra chuyện gì hay không?
cô lại. Tại sao lén lại lén lút đứng ngoài này làm gì? Vì đại ca này, huynh đừng có hiểu lầm nha. Tôi là đến tôi đến đây để tìm người đó. Tìm người à? Ừ. Cô tìm ai? Thật ra cô muốn tìm ai? À, tôi đã nói rồi, tôi tên là Đinh Đinh. Chính bộ kinh dân đại ca đã kêu tôi đến đây đương tựa Sở Sở cô nương. Bộ kinh dân à? Ừ. Không, cô không nên đến đây làm gì. Cô đi đi. Ơ, à, nè. Đứng lại. À, à, Quýnh làm gì ạ? Tôi đã nói rồi, cô hãy đi khỏi đây. Đứng lại. Quýnh buông ra đi, báo người ta. Cứu người, báo người ta. Quýnh làm gì vậy? Mau buông tay ra đi. Cô nghe tôi nói. Tại vì tôi thấy cô ấy cứ lén lại lén lút đứng ngoài này, tôi sợ cô ấy làm hại đến cô, cho nên kêu cô ấy đi khỏi đây. Cô là một cô nương, có thể làm gì được tôi chứ? Sợ sợ. Tôi biết xưa nay cô rất hận tôi. Những gì tôi làm đều muốn tốt cho cô. Cô nhất định phải tin tôi chứ. À, cô là Sở Sở cô nương hả? Đúng là đi tìm khắp mà cũng không gặp. Cuối cùng không uổng phí công. Thật là may cho tôi rồi. Cô tìm tôi à? Ừ, đúng rồi, tôi tên là Đinh Đinh. Tôi sống cô đơn có một mình, không nơi nương tựa, cho nên bộ kinh dân đại ca kêu tôi đến đây tìm cô. Cô gặp kinh dân đại ca? Ừ. Cô gặp huynh ấy ở đâu? Huynh ấy đang ở vô thần tuyệt cung. Thật ra cô là ai? Tại sao cô lại gặp bộ kinh dân tại vô thần tuyệt cung? Ờ, nói ra thì dài dòng lắm. Nói chung là dân đại ca đã cứu tôi. Huynh ấy phải quyết một trận tử chiến với tuyệt vô thần, không thể chăm sóc cho tôi được, cho nên kêu tôi đến đây để tìm cô đó. Sợ sợ. Có lẽ cô ấy là gian tế do vô thần tuyệt cung phải đến đó. Cô đừng tin cô ấy nói. Không, tôi tin cô ấy nói. À, cảm ơn Sở Sở cô nương. Dân đại ca nói không sai chút nào hết á. Quỳnh ấy nói cô là một người tốt, nên cô nhất định sẽ để tôi ở lại mà. Khác với những người khác có bộ mặt rất là sáng, nhưng mà chỉ biết xuyên tạc và chia rẽ thôi. Thấy ghét. Cô, Quỳnh không cần nói nhiều. Đi, chúng ta vào nhà ngồi. Ừ. Đây, mời ngồi. À, cảm ơn. Sợ sợ cô nương à, thành thật cảm ơn cô nha. Tôi sẽ không phụ lòng của cô đâu. Dù sao tôi cũng là nô tỳ. Sau này có chuyện gì cô cứ dặn tôi làm là được rồi. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm cho cô hài lòng mà. Cô đã bước chân vào đây thì là khách của tôi. Sau này cô cứ yên tâm ở lại đây đi. Tôi muốn biết hiện nay kinh dân như thế nào. Quỳnh ấy rất khỏe. Sợ sợ cô nương à, cô cứ yên tâm đi. Tôi tin rằng với khả năng của Dương đại ca và Vô Danh đại hiệp, tuyệt vô thần nhất định không đánh lại họ đâu. Lúc kinh dân đại ca kêu cô đến đây, có dặn cô nói gì không? Quỳnh ấy chỉ kêu tôi đến tìm cô. Nhưng mà tôi có thể nhìn thấy rõ Dân đại ca tỏ ra lo lắng cho cô lắm. Thật ra huynh ấy rất thương yêu cô. Chỉ vì huynh ấy là một người không hay từng thể hiện mình, cho dù trong lòng huynh ấy có trăm ngàn lời muốn nói, cũng không biết nên nói như thế nào cho đúng nữa. Cô cứ yên tâm ở đây chờ huynh ấy trở về. Để tôi phụ cô. Không cần đâu, cô ngồi ở đây là được rồi. Những việc này để cho tôi làm. À, nhưng mà không cần phải khách sáo với tôi, nếu không tôi sẽ giận cô đó. Ăn đi. À, Đinh Ninh à, cô sao vậy? Không khỏe à? Tại tôi quá vui mừng, tôi quá cảm động, cho nên không thể kềm được nước mắt của mình. Từ hồi nhỏ chỉ có tôi hầu hạ cho người khác, chứ chưa có ai đối xử với tôi tốt như cô. Đinh Ninh à, cô đừng có khóc nữa.
Không ai sinh ra có trách nhiệm phải hầu hạ cho người khác. Chắc là cô đã từng chịu đựng nhiều đau khổ dữ lắm. Cô khổ thế nào tôi cũng chịu đựng được hết á. Nhưng mà tại vì tôi biết không có ai giúp đỡ tôi, cho nên chuyện gì cũng phải nhờ vào chính bản thân của mình thôi. Cô đừng đau buồn nữa. Bộ nhà của cô không có ai sao? Không còn ai. Cha mẹ của tôi đã bị kẻ xấu giết hại. Kể cả người chị duy nhất của tôi cũng không thể thoát khỏi số phận này. Nếu nói như vậy, cô không còn chỗ nào để nương tựa. Nhưng mà không có sao, kinh nhân đã kêu cô đến đây rồi thì cô cứ xem như là ở đây là nhà của mình vậy. Yên tâm ở lại đây đi. Tôi có thể ở lại đây được à? Đương nhiên rồi. Như vậy thật là quá tốt. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Nè, cô ăn cho no đi. Từ từ thôi, không cần phải mạnh tay như vậy đâu. Làm vậy mỏi tay lắm. Không sao đâu, lúc sống ở vô thần tuyệt cung, công việc của tôi nặng nhọc hơn nhiều mà. Tôi cảm thấy ngại quá. Cô là khách, nhưng mà tôi lại cho cô làm những việc thấp hèn như vậy. Cô không nên nói như vậy. Cô đang mang thai, lẽ ra không nên làm những công việc nặng nhọc như thế này. Tôi muốn ở lại đây thì phải giúp cô làm những công việc vậy chứ. Được, cảm ơn cô nhiều lắm. Không, cô không cần phải cảm ơn tôi. Tôi có thể giúp cô làm những công việc như thế này là chuyện vui nhất trong cuộc đời của tôi đó. Quýt đến đây làm gì? Sơ sở, tôi biết lời thật trái tai, nhưng mà tôi vẫn phải đến đây khuyên cô. Cô cần phải đề phòng cô ấy. Cô không nên quá tin tưởng cô ấy làm gì. Tôi không muốn nghe Quýt nói nữa. Quýt mau đi khỏi đây đi. Có những chuyện cô không hiểu đâu. Cô ấy ở lại chỉ làm hại đến cô thôi. Quỳnh ở lại đây mới là thực sự làm hại đến tôi đó. Sao sợ? Tại sao cô không tin tôi nói? Cô đừng bị làm bởi bộ mặt ngây thơ vô tư hoạt bát dễ thương của cô ấy. Cô ấy sẽ làm hại cô đó. Cô sẽ hối hận. Tôi sẽ không hối hận đâu. Quỳnh tưởng rằng ai cũng như Quỳnh hay sao? Bề ngoài thì nhân nghĩa đạo đức, nhưng lại làm những chuyện tội ác tày trời. Trời đất không dung tha.